một ngôi làng cổ kính nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống. Tôi đang có mặt tại làng gốm Hương Canh, Vĩnh Phúc. Thế nhưng hôm nay tôi đến đây không phải là để tìm hiểu về gốm Hương Canh, mà là tìm đến một món đặc sản của làng. Món ăn đặc sản mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu thật ra là một món ăn dân dã, vừa lạ vừa quen. Quen bởi vì đơn giản đó chỉ là món cháo thôi, nhưng mà lạ thì hãy cùng tôi xem nó lạ như thế nào nhá. Anh Tuấn còn chỗ ngồi không? Đây, rất nhiều. Cho con bắt cháo. Cô sao cháo lại có cái sợi gì như là sợi bún vậy ạ? Không phải đâu, cháo này là cháo xe của quê cô đấy. Rồi con xin. Thế thì cháo này ăn được bằng đũa nhỉ cô nhỉ? Ăn bằng đũa được cháu, đây đũa đây. Quá là đặc biệt luôn, cháo đây ăn bằng đũa. Bà ơi, tại sao làng mình lại có một cái món đặc sản mà lạ như vậy hả bà? Quê tôi là bao giờ cái này tiệc là phải có cái này, tục lệ như này. Đi xa về gần vẫn cứ nhớ cái truyền thống của quê hương, Hương Canh, ai về đến Hương Canh, mua vải Hương Canh lại phải nhớ đến cháo xe bánh hòn của tôi. Bà thấy là người làng mình là ai cũng biết làm cái món này à? Ai cũng biết làm, tính đến bây giờ là 3 thế kỷ rồi. Ba thế kỷ rồi. Tình cảm, tình sâu nghĩa nặng nó ở cái bát cháo xe mà với cái năm bánh hòn. Các bạn đã thấy đặc biệt chưa? Đây là cháo xe này, còn đây là bánh hòn. Và hai thứ này ăn cùng với nhau. Đặc sản ở đây đấy. Cô ơi, cái món này tên là cháo xe có phải là ngày xưa ấy? Thì là người ta hay đặt cái thùng cháo lên một cái xe xong rồi người ta đẩy đi khắp nơi người ta bán không cô? Cái cháo xe này không phải là xe cháo xe để xe đẩy đi đâu. Mà cái cháo xe này là phương pháp nấu. Từ phương pháp hả cô? Cô, thì tí nữa cô bán hàng xong cô cho con về học cái phương pháp làm cháo của cô nhá. Được rồi, về cho cô luôn. Không chỉ làm cháo xe bánh hòn để bán quà sáng, gia đình cô Huệ còn được khách gần xa đặt hàng rất nhiều vào mỗi dịp đặc biệt. Cô bật mí với tôi rằng phần nhân bánh hòn khá đơn giản, được làm từ hành lá, mộc nhĩ, thịt, mỡ. Còn phần bột bánh và bột để làm cháo thì lại rất cầu kỳ trong chế biến. Cô bây giờ mình sẽ làm gì hả cô? Bây giờ nước sôi nhá. Ta quấy hồ lên như là kiểu quấy bột trẻ em ăn ấy. Tại sao lại gọi là cháo xe hả cô? Mà con thấy là cô chỉ có khuấy thôi mà. Không, đây là cô mới là bước đầu là cô quấy hồ thôi. Cô quấy hồ xong bắt đầu mới lấy từ gạo ngâm ra xong nghiền ra mới lấy cái bột. Lấy bột để mới nhậu với cái hồ này xong quay ra mới xe cháo được. Hồ vừa được thì đổ từ từ vào bột rồi đảo kỹ cho thật dẻo. Lúc này bột chỉ còn hơi nóng, lấy tay nhào luyện kỹ cho đến khi mảng bột quyện vào nhau. Bây giờ thì tôi đã có đáp án cho thắc mắc vì sao đây được gọi là cháo xe rồi. Các bạn hãy nhìn đây. Đây chính là động tác xe. Trước khi xe tay cháu phải cầm cục bột này, xe khít tay vào. Thì là từ ngày xưa đến giờ là các cụ vẫn gọi là cháo xe bằng tay. Đây chính là động tác xe đúng không cô? Đúng rồi. Mình càng xe nhỏ bao nhiêu thì cái cháo nó càng ngon bao nhiêu. Đây là cái cách làm truyền thống của ngày xưa các cụ để lại, các cô cứ học theo thôi. Từng sợi bột gạo dài mảnh từ đôi bàn tay khéo léo của người nấu được thả trực tiếp vào nồi nước hầm xương thịt băm. Chỉ cần nấu thêm một chút cho sợi bột chín là ta đã có nồi cháo xe nóng hổi. Cùng một mẻ bột gạo, chúng tôi lại tiếp tục làm món bánh hòn. Cô, tại sao mình lại phải luộc bột như thế này hả cô? Mình luộc cái này để cho nó chín bột. Được 15 phút là bột chín. Bắt đầu mình mới quay ra mình giã. Mình giã xong bắt đầu mình mới quay ra mình nhậu bột nó chín. Chín khi bắt đầu quay ta mới ra nặn bánh. Ui, thế mà cô mà bán hàng đồ ăn sáng thì chắc là cô phải dậy từ 3-4 giờ sáng ấy nhỉ? Cô phải dậy từ 1 giờ đêm. Công việc này vất vả quá cô ạ. Quả thực là để làm được một mẻ bánh hòn rất cầu kỳ, tốn công. Cho ngón tay cái vào rưỡi xong để đàn nó ra thì nó nhanh. Trong cái đít nó có nhọn nó đều lên nhân này. Bẻ xuống cái này thế là nó bánh nó tròn rồi chưa? Đấy. Rồi. Chúng tưởng mà bảo là cho nó càng mỏng thì lại càng ngon. Không, nhưng mà nó mỏng vừa thôi nhưng mà nó sâu xuống cháu. Một bát cháo nóng, một đĩa bánh thơm thảo, những món ăn mộc mạc ấy nhưng lại mang cái hồn của vùng quê lúa nơi đây. Ai có dịp về làng gốm Hương Canh có thể thêm cho mình một món ăn ngon để thưởng thức cho chuyến đi thêm phần trọn vẹn.